Đường ta đi lên, xây đời trong hoa thơm, có mùa xuân. Các bạn có biết không, tháng 6 năm 1970, sau một trận càn của lính Mỹ vào căn cứ của ta tại chiến trường Đức Phổ thuộc tỉnh Quảng Ngãi, trong chiến lợi phẩm mà lính Mỹ thu được có một quyển nhật ký của một người nữ chiến sĩ đã hy sinh. Một người lính Mỹ tên Frederick đã định đốt quyển nhật ký thì bất chợt người phiên dịch đã cản: "Đừng đốt, trong nó đã có lửa rồi." Nghe lời khuyên, người lính Mỹ đã dừng tay trước quyển nhật ký đầy chữ ấy. Để rồi sau gần 1/3 thế kỷ lưu lạc, vào đúng dịp kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 2005, quyển nhật ký ấy đã trở về với chính gia đình của người nữ liệt sĩ. Vậy tại sao khi nhặt được quyển nhật ký, người lính Mỹ đã không đốt đi mà mất bao công sức và tìm mọi cách để tìm và trao lại cho người thân của liệt sĩ? Quyển nhật ký có thật sự kỳ diệu đến như vậy? Và trong quyển nhật ký có thật sự có lửa hay không? Tại sao quyển nhật ký lại được xuất bản tại hơn 20 quốc gia với 16 thứ tiếng? Người làm nên sự kỳ diệu ấy không phải là một đại văn hào hay thi sĩ, mà chỉ là một bác sĩ bình dị, Đặng Thùy Trâm. Sinh ngày 26 tháng 11 năm 1942, trong một gia đình trí thức ở Hà Nội. Chị tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà Nội năm 1966, rồi xung phong vào công tác ở chiến trường B. Sau 3 tháng hành quân vào đến Quảng Ngãi, ở đó chị được phân công về phụ trách Bệnh viện huyện Phổ Đức, một bệnh viện dân y nhưng chủ yếu điều trị cho thương bệnh binh. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, bom rơi đạn lạc, bác sĩ Đặng Thùy Trâm luôn thể hiện tình yêu thương, chia sẻ niềm vui với mọi người. Đau với nỗi đau của người bệnh, chăm sóc thương binh hết lòng, đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân của mình cho độc lập, tự do của dân tộc. Quyển nhật ký được chị ghi từ ngày 8 tháng 4 năm 1968 đến ngày 20 tháng 6 năm 1970. Đó là những kỷ niệm ở chiến trường mà chị đã cẩn thận viết nên. Chị đã gói ghém những tháng ngày đẹp đẽ nhất của tuổi đôi mươi với biết bao lý tưởng của một người thanh niên đã gác ngộ cách mạng vào những trang giấy ấy. Ngày 22 tháng 6 năm 1970, trong một chuyến đi công tác từ vùng núi về đồng bằng, chị bị địch phục kích và hy sinh khi chưa đầy 28 tuổi. Ở lứa tuổi nhiệt huyết nhất của cuộc đời, của những ngày tháng sục sôi ý chí chiến đấu bảo vệ đất nước. Với cách viết mộc mạc, chân thành, chị đã khiến cho người đọc như được quay lại ngược thời gian, trở về với những năm tháng kháng chiến chống Mỹ ác liệt. Như một cuốn phim quay chậm, quyển nhật ký không chỉ hiện ra trước mắt chúng ta biết bao đau thương mất mát khiến người đọc không khỏi xúc động ngàn ngào, mà còn tô đậm thêm truyền thống chủ nghĩa anh hùng trong thế hệ thanh niên được sinh ra trong thời chinh chiến. Những dòng chữ ngắn gọn mà tha thiết, chứ đựng toàn bộ ý chí kiên cường của người con gái vốn được sinh ra nơi chốn đô thành mà phải sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn và thiếu thốn. Cuốn sách Nhật ký Đặng Thùy Trâm đã khiến người đọc cảm nhận sâu sắc và thấm thía nỗi đau của dân tộc Việt Nam trong thời bom đạn. Đó là nỗi nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ quê hương. Như ngày 1 tháng 5 năm 1968, chị đã viết: "Nhớ ba má và các em vô kể. Vừa chập mắt giữa trưa, mình đã thấy mình về gặp má và em trong ngôi nhà ở trường cán bộ y tế. Sống và chiến đấu tại một vùng đất ác liệt, nếu không có lòng dũng cảm, tinh thần và ý chí sắt đá, con người khó có thể tồn tại được." Chị từng viết: "Ngày mai trong tiếng ca khải hoàn sẽ không còn có con đâu. Con luôn tự hào vì đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc." Nhật ký Đặng Thùy Trâm đã trở thành cuốn sách nổi tiếng, không chỉ được tác giả Việt Nam đón nhận như một biểu tượng sáng ngời về đức hy sinh, về tình yêu Tổ quốc của người phụ nữ Việt Nam, mà tầm ảnh hưởng của nó đã vượt qua biên giới. Vì những trang nhật ký của chị, một người bác sĩ, một cây bút không chuyên đã thu hút bạn đọc, không chỉ vì tài văn chương mà bằng hiện thực lịch sử chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, bằng sự hy sinh cao cả, bằng tình yêu đồng chí đồng đội, và cao hơn nữa là tình yêu Tổ quốc. Chính những dòng tâm sự đó đã làm cảm động đến thắt lòng và nhắc nhở mỗi chúng ta là mỗi thế hệ mai sau phải sống như thế nào cho xứng đáng với sự hy sinh mất mát của các bậc tiền nhân. Ngoài những trang nhật ký,
ta như thấy rằng tình cảm của chị dành cho thương binh như một thứ tình cảm như người thân ruột thịt. Chị đã cứu sống biết bao thương binh, cán bộ và nhân trong vùng. Bao lần chị trăn trở và cũng không ít lần chị phải bật khóc. Tự dày vào bản thân khi có ca thương binh nặng, mà với khả năng và điều kiện của bệnh xá Tiền Phương không thể cứu chữa. Chị biết, vừa cấp cứu cho anh, nước mắt mình vừa chảy tràn trên mặt. Thương anh vô hạn, muốn tìm mọi cách cứu anh, nhưng không có cách nào. Mình như một chiến sĩ hai tay đã bị trọng thương, đành nhìn quân thù vũ khí trong tay xông đến giết mình. Và dù là ở thời buổi nào, dù là thời bình hay thời chiến, thì bác sĩ vẫn luôn nhận được sự trân trọng và tôn kính bởi sự hy sinh thầm lặng quên mình, không màng đến bệnh tật, sống chết để cứu chữa cho bệnh nhân. Trong trận chiến với đại dịch Covid-19, chúng ta như cảm nhận được một sự lan tỏa tinh thần của liệt sĩ bác sĩ Đặng Thị Trâm đến muôn vàn bác sĩ và các lực lượng đang căng mình chống dịch. Tất cả họ đều xứng danh anh hùng. Trận tuyến nào cũng đầy máu và nước mắt. Tổ quốc thiêng liêng và cả dân tộc Việt Nam anh hùng mãi mãi biết ơn những người anh hùng thầm lặng ấy. Những con người bình dị mà cao cả, tâm hồn của họ luôn trẻ trung trong sáng. Lý tưởng cách mạng như ngọn đuốc rực cháy trong tim gan, luôn khát khao được cống hiến cho tổ quốc như tình yêu đang chảy trong tim. Ai trong chúng ta cũng từng trải qua một thời thanh xuân của đời mình, nhưng có lẽ không tuổi thanh xuân của ai là giống nhau cả. Chúng ta đừng để những ngày tháng của tuổi trẻ phải trôi qua trong nhạt nhòa và lặng lẽ, mà hãy sống sao để khi nhìn lại sẽ không hối tiếc về những tháng ngày vô nghĩa đã trôi qua. Tuổi trẻ không chỉ đẹp ở sức trẻ, ở sự tinh khôi, mà còn đẹp và tỏa sáng khi chúng ta có ước mơ, có hoài bão. Và khi ước mơ hoài bão ấy được sống hết mình, được cống hiến vì tổ quốc và đất nước. Ngày hôm nay, tôi muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những giá trị tích cực mà quyển nhật ký Đặng Thị Trâm mang lại đến tất cả mọi người. Và tôi vẫn còn nhớ những dòng chữ mà chị Thùy Trâm đã viết: đời phải trải qua giông tố, nhưng chớ cúi đầu trước giông tố. Có khó khăn, thử thách thì hãy bằng bản lĩnh, bằng lý tưởng, bằng niềm tin của mình mà vượt qua để bước đi trên con đường mà chúng ta đã chọn.